Và hiện tại thì mình đã kết nối cả dây loa và cả dây AV của sản phẩm. Đây, mình sẽ test âm luôn. Đây là channel 1. Đây là channel 2. Đây, loa mình đang chơi với cặp loa 4 tấc cho nên là 4 tấc là của Fisher. Với những cái đẩy cái cấu hình lớn như thế này chơi loa 4 tấc thì rất là phê cho nên đẹp nhất hoa màu tím chuyện tình cũng nhất chuyện hoa xinh có người con gái xuân vui vơi ấm còn ngắn ngắn chưa ngày ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím sao về sức mạnh của cục đẩy Crown cầm test 800 hãy để lại một bình luận bên dưới video. Cảm ơn em dành rất nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Để thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn em từ những lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.